Hello, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đang theo dõi trên kênh Ichimoku Stock. Em là Lê Anh, thành viên tổ tư vấn tín hiệu của câu lạc bộ. hôm nay em xin gửi đến anh chị tham khảo một mã cổ phiếu mã TCM. Hiện tại thì mã TCM đang có những cái thời gian tích lũy loanh quanh vùng giá từ 46 cho đến vùng giá 50. Hiện tại thì Mã tcm đang uh, theo em quan sát thì đang uh, khá là giống với một cái 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 uh, mô hình uh, một một cái logic uh, của Y-Corp anh chị nhé. để anh chị có thể tham gia uh, nhìn vào, đây là cái cái uh, mô hình uh, waveform thì trước đấy là một cái uh, một cái nhịp uh, trong một thị trường tăng giá này và có một cái nhịp uh, điều chỉnh xuống và một giai đoạn tích lũy này trong một cái biên độ giai đoạn tích lũy trong biên độ thì ứng với cái mã à, tcm của chúng ta em đang muốn giới thiệu hôm nay thì đã thấy trong một cái à, một cái giai đoạn tăng giá để em sẽ view khung tuần để nhìn cho nó à, nó dễ hơn này trong một cái à, trong một cái thị trường tăng giá thì cổ phiếu này đang có một cái nhịp giảm xuống và đang tích lũy lại là quanh vùng từ 46 cho đến vùng uh, giá 50 hiện tại thì uh, như chị thấy trên bản đồ là cái vùng giá 46 này đang được khá là rất được tôn trọng khi mà uh, nhiều lần cổ phiếu này về vùng 46 và đã bật lại thì hiện tại đang ở giá 47.5 thì với cổ phiếu này chúng ta sẽ uh, đánh, uh, đánh ngắn trung hạn anh chị nhé Khi mình uh, à coi là, có thể hướng tới khoảng 3 đến 5 tháng là cái điểm mua cho cổ phiếu TCM thì điểm mua đầu tiên chúng ta sẽ mua lên quanh vùng 46 cho 46.5. Và điểm mua thứ hai đó là cái điểm mua quanh vùng giá 50 thì anh chị có thể mua ngay tại vùng giá 50 hoặc là chờ cổ phiếu này vượt qua lên 50 và break break lên cái khoảng này, cái vùng biên 50 này. À breaken. Breaken sau đó retest lại chúng ta mua nhưng mà thường thì uh, những uh, cổ phiếu tốt là thường sẽ có những cái nhịp retest lại sau những nhịp break uh, thì chúng ta sẽ đấy, nhịp hai chúng ta sẽ mua lên quanh vùng giá 50 mươi và cái uh, uh, với cái, uh, cái nhịp uh, chúng ta sẽ cắt lỗ tại đâu thì trước tiên chúng ta sẽ cắt lỗ ở vùng giá đó là vùng 40 em đặt đối với cổ phiếu này em đặt cái stop loss lên quanh vùng 42 anh chị nhé 12 12.5 này để stop loss gần ừ. target target chúng ta sẽ hướng tới giá đầu tiên là mục giá 60 target này, giá sẽ lên giá 60 60 và cái target xa hơn và hướng tới nó sẽ cái target vùng giá 70 anh chị nhá mã này chúng ta sẽ cầm là trung hạn đây, đây là cái cái khuyến nghị dành cho mã TCM anh chị quan tâm mã này thì có thể à, tham khảo và nếu anh chị chưa biết mua bán như thế nào hay là có những cái thắc mắc về cổ phiếu này có thể liên hệ với em qua cái zalo trên màn hình anh chị nhé zalo của em cảm ơn anh chị đã theo dõi.